Mà thượng từ có nói rằng là có người hỏi hòa thượng rằng là cái giới tà dâm cái Đức Phật dạy là không có được có vợ rồi không có được quan hệ gian díu bên ngoài, nhưng mà có người hỏi rằng với đồng tính luyến ái hai người nam hoặc hai người nữ với nhau quan hệ với nhau vậy có phải gọi là tà dâm hay không. Rồi có người hỏi là trước khi mình lập vợ chồng thì người ta ví dụ như ta ra ngoài người ta quan hệ gái gú đồ này kia thì có gọi là tà dâm hay không, thì hòa thượng từ nói rằng cái đó trong kinh Phật không có nói cho nên ngài không có giải thích được. Đó là câu hỏi tiếp theo. Thôi để thầy trả lời câu hỏi về vấn đề mà trong cái ngũ giới đó thì có cái giới thứ ba là cái giới mà tà dâm, tức là cái giới đó gọi là đạo đức gia đình, dạy về cách thức người có gia đình thì không có liên hệ với cái người đàn ông hay người phụ nữ khác, thì cái đức đó gọi là đức chuyên nghiệp. Cho nên dạy người cư sĩ thọ năm giới, tức là có cái giới thứ ba đó, dạy đạo đức gia đình mà người ta không triển khai được, người ta chỉ thấy đó là cái giới cấm tà dâm thôi. Có hiểu không? Cho nên vì vậy mà triển khai cái giới tà dâm này nó sẽ trở thành một cái bộ đạo đức gia đình, trong đó có đức lễ, đức cung kính, tôn trọng vợ chồng, biết tôn trọng lẫn nhau thì không cãi cọ. Vì chúng ta quen mặt quá cho nên chúng ta mất sự cung kính tôn trọng, cho nên thường cãi cọ, rồi bạo lực gia đình sẽ xảy ra. Và đồng thời, thứ nhất là cái tâm của mọi người muốn chiếm hữu người đó là của mình. Chồng muốn chiếm hữu vợ là của mình chứ không được của anh. Cho nên phải thấy người vợ nói chuyện với người đàn ông nào đó thì sinh ra ghen tương, rồi ghen tương rồi sinh ra chuyện này chuyện kia. Cho nên cái đức mà cái giới tà dâm dạy về đạo đức gia đình, biết cách cư xử nhau để tạo gia đình. Nhưng cái đạo đức gia đình này một ngày nào đó thì sẽ cố gắng, thì sẽ biết xong rồi. Nó khoảng 2-3 tập, mỗi tập cũng 3-4 tranh. Các bạn thấy đạo đức gia đình đó phải ít lắm. Hằng ngày những cái người thân gần nhất mình, chung đụng với mình mà nhiều khi mình coi rẻ, mình coi rất rẻ, không trọng, chia sẻ từng cái cay đắng ngọt bùi cho nên cái điều đó quan trọng đến bây giờ. Cho nên ở đây hỏi về câu hỏi của con là khi mình chưa có lập gia đình thì có gì đâu mà gọi là tà dâm, mà cái tính dâm dục là người nào cũng có, phải không? Đây bây giờ không có nói tà dâm được ở trong cái chỗ này. Khi nào thọ năm giới và cái người này đã có gia đình thì mới gọi nó là giới tà dâm. Con hiểu chưa? Còn bây giờ tôi chưa có lập gia đình thì đâu có nói tôi tà dâm, tôi muốn nhìn cô nào cũng được hết, có phải không? Phải không? Tôi bây giờ cô nào tôi cũng nhìn được, bởi vì cái người khác phái thì cái tâm dục của cái người khác phái có sự thu hút nhau, vì cái quy luật của nhân quả thì nó đi vào cái sự sanh diệt, có sanh phải có diệt, cái gì mà muốn sanh thì nó phải đi vào cái lực giữa nam nữ âm dương, các bạn không có nữ không có nam thì làm sao sanh, cho nên nó phải đi vào cái lực đó. Cho nên ở đây thì không nói giới tà dâm nữa được, mà chỉ nói về cái tánh dâm dục. Vậy còn thấy mới phân biệt cho rõ ràng. Mà người tu theo đạo Phật người ta rất sợ tánh dâm dục. Một người nam nhìn người phụ nữ thấy tâm bất động thì người đó mới khỏi được gọi là tâm thanh tịnh. Cho nên cái giới mà dâm dục ở trong thập giới sa di đó thì nó không phải tà dâm mà gọi là dâm dục, cấm dâm dục. Thì trong giới dâm dục nó là cái đức thanh tịnh, cái đức của nó thanh tịnh. Còn cái đức kia, cái đức mà tà dâm á, cái giới thứ ba của người cư sĩ mà thọ cái giới thứ ba đó, trong năm giới, trong ngũ giới đó, thì nó là tà dâm, nó không phải dâm dục. Cho nên nó còn dâm dục nhưng mà nó phải chân chánh, nó phải đúng chứ không được sai. Mà hiểu chưa? Còn ở đây á, thì của hoàn toàn trong cái người mà xuất gia tu rồi á, thì đương nhiên là cái giới này cấm bạc phải thanh tịnh, tức là đức thanh tịnh chứ không phải đức tịnh, đức chung thủy nữa. Nghĩa là cái người tu theo đạo Phật phải thấy con đường tái sanh luân hồi là cái chỗ này, phải chấm dứt, phải từ đó phải tư duy, phải quán xét, phải triển khai cái tri kiến để hiểu rõ con đường tái sanh luân hồi. Muôn đời muôn kiếp khổ ở trên con đường này, mà thầy thấy con đường sinh ra không có người nào thoát khỏi cái tâm dâm dục, bởi vì mình sinh ra trong con đường dâm dục, phải không? Thì làm sao mình ra khỏi con đường dâm dục?
chỉ có đạo Phật dạy chúng ta mới có đạo Phật, mà ngài dùng pháp như lý tác ý, và đồng thời còn phải triển khai cái sự tri kiến hiểu biết về con đường này rất rõ, để từ đó chúng ta có cái tri kiến hiểu biết, và từ đó chúng ta phải tập cái sự tỉnh thức. Nhờ cái sự tỉnh thức đó mà mỗi một cái tâm niệm nhỏ chúng ta đều bị gạt ra hết. Mỗi cái tâm niệm vừa cho thấy một người phụ nữ mà trong ý này đã thấy người đó đẹp là đã bị tâm niệm dục rồi, chứ chưa nói là tội cái gì. À, cho nên vì vậy mà luôn luôn lúc nào cái pháp như lý tác ý luôn luôn lúc nào kề sát cái người tu sĩ, không dám buông rơi. Cho nên vừa khởi cái niệm nhỏ thôi, chưa có tư duy gì hết, thấy cô này đẹp, ngay đó con đường sinh tử chấm dứt. Chỗ này không khéo thì luân hồi muôn kiếp khổ đau. Con thấy chưa? Như vậy nó mới dứt ngay liền, nó mới nhìn, mới thản nhiên. Từ đó quân tập cái pháp như lý tác ý, nó trở thành cái lực vô lậu của nó, không còn tham danh dục, thì nó mới đủ tứ thần túc. Nó có đủ tứ thần túc thì cái tham danh dục mới dứt. Còn ngờ mà chưa có tứ thần túc, dù tu đến đâu tham danh dục vậy, một ông già 80 tuổi chưa chắc đã là hết danh dục. Thật, phải hiểu như vậy. Cho nên vì vậy nó là con đường sinh tử, hết thì người ta chấm dứt sinh tử được thôi sao. Cho nên vì vậy chúng ta phải thấy rằng cái con đường này là con đường tu tập của đạo Phật để chấm dứt sinh tử luân hồi, làm chủ sự sống chết, là phải tư duy rất là chính xác, không để sơ sót. Cho nên không thể nào mà đứng ở trong cái vị trí của giới tài văn mà nói về giới danh dục được. Cho yeah. Nên muốn mà tu tập để được giải thoát thì tâm tư của cái người đó luôn luôn phải chấm dứt con đường này. Thấy người nữ, người nam thấy người nữ rất bình thường, cũng như thấy một người nam. Hồi nãy có hỏi tại sao có hai người nam mà đồng tính với nam, cũng như hai người nữ lại đồng tính với nam. Đồng tính luyến ái không phải là cái người nam đó họ đồng tính luyến ái với mọi người nam hết, nó có cái nhân quả được chưa? Mình phải thấy chứ đâu phải cái người này tuy rằng mang lớp thân người nam, thầy cũng người nam mà hai người đồng tính, trước kia nó không phải vậy đâu mà nó là người nữ. Nhưng khi chết rồi cái tình cảm quyến luyến nó còn, bây giờ lỡ đi tới sanh làm nam rồi gặp nhau thì nó phải có cái duyên đời trước đời này gặp nhau thì nó vẫn thương yêu như vợ chồng vậy đó, có phải đồng tính với không? Đứng góc độ nhân quả mới còn thấy có sai không? Nếu đời trước không gieo duyên đời nay làm sao gặp, mà gặp nhau hai người nam hết thì làm sao vậy? Cái tình cảm nó vẫn là tình cảm của nam nữ, thương yêu cái kiểu đó nên mới gọi là đồng tính liếng ái. Ông thầy đứng trên nhân quả mà thầy giải thích thì mấy con sẽ thấy không có chỗ nào sai đâu, không có kẻ nào, bởi vì chúng ta sinh ra từ cây cỏ vạn vật cho đến loài người mà sinh ra đều đi trong quy luật của nhân quả hết. Vũ trụ này mưa gió đều ở trong quy luật của nhân quả, nhân quả chi phối hết. Chúng ta hiện giờ chúng ta đang sống là muốn ăn muốn ngủ muốn này cái yêu là bị quy luật nhân quả sai, chúng ta là nô lệ cho nhân quả. Con mới còn hiểu chưa? Nô lệ, một con người nô lệ, chúng ta chưa phải là làm chủ nhân quả. Bây giờ mấy con có làm chủ được cái thân không chưa? Mà chưa làm chủ được cái thân của mấy con á thì mấy con bị nô lệ của cái thân. Bây giờ nó đau mấy con nằm nó rên chứ mấy con có nói hết đau được có phải không? Bây giờ nó muốn tắt thở nó chết thôi ráng sống đó, nó có sống được như vậy mà mấy con bị nhân quả chi phối sai đạo. Cho nên hôm nay thầy dạy mấy con là tu tập làm chủ nhân quả, chấm dứt sinh tử, muốn chết mình nào chết, muốn sống mình nào sống, coi như mình ra ngoài cái dòng điều khiển của nhân quả, bây giờ mới điều khiển lại nhân quả. Bây giờ biểu nó bây giờ giờ này muốn ăn bảo mình ăn tàu không à, nhân quả sai mình muốn ăn cái gì nhưng mà sao ăn được. Từ cái làm chủ cái ăn cho đến cái làm chủ cái ngủ, nó sai không được thì mình làm chủ cái thân này dễ dàng, mà cái người muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, thì cái người này không bao giờ làm chủ sinh tử. Cho nên trong thiền tông nói đói ăn khát ngủ, à, đói ăn mệt ngủ thì mấy người này là tự tại, thì thầy nó không có tự tại hết mà bị nhân quả sai. Cho nên ở đây á, cái người tu người ta làm chủ hết, tới giờ ăn người ta cho ăn, đồ ngon ăn vẫn biết ngon mà vẫn không ham muốn ăn thầy. Chứ không phải là trộn một cái số đồ ăn lại thành một cái cháo để rồi ăn không biết ngon dở, thì đạo Phật đâu có dạy chúng ta diệt các ăn. Thế mà có số người là diệt các ăn, ăn không biết ngon không dở,
như vậy là trở thành cái cây mà để ăn phân thì làm cái gì? Ăn phân để sống chứ làm cái gì? Ăn biết ngon nhưng mà không đắm nhiễm, không thèm. Toàn bộ tất cả các thực phẩm đều là bất tịnh, dù là thực phẩm ngon. Thì cái hiểu biết của tri kiến chúng ta nó sẽ làm chỗ chúng ta gọi là tri kiến giải thoát, không làm chúng ta tham dục. Như vậy mới là tu chứ mấy con, chứ đâu phải tọt lỗ tai điếc đừng nghe mới là tu đâu, mới là giải thoát, không phải đâu. Để lỗ tai sáu căn của chúng ta hoàn toàn đậm, hoàn toàn nghe âm thanh tất cả mọi điều nhưng không ai cám dỗ chúng ta được. Như vậy mình cũng làm chủ. Dạ. À, con thấy bây giờ đồng tính với ngái thầy trả lời rồi. Dạ. Không có nói còn gì nữa không?